Dạ, em trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì hồi đó em đang học trung cấp kế toán, cũng cua em 3 năm trời. Nhưng hồi đó thì em cũng hơi bồng bột, thì cũng lăng nhăng nên chia tay. Em lăng nhăng? Dạ. Em tên là Lâm Linh Cường, đến từ Đồng Nai, Định Quán. Em năm nay 29 tuổi rồi. Dạ, em kinh doanh mua bán sửa chữa điện thoại di động mà. Mà làm ở Định Quán luôn hả Cường? Dạ, tại nhà luôn à. Nhà em ở với ai Cường? Chú ruột cũng như là bố đỡ đầu à, cũng gọi là bố, tại em sống ở đó rất là lâu à. Rồi. Mời đàn gái. Em tên là Kim Vy, em 26 tuổi, em ở Long Thành, Đồng Nai. Nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non à. Đồng Nai nhưng ở khu vực nào vậy Vy? Dạ, nghe bò sữa chạy xuống một cây nha. Bây giờ nói chút xíu về cái ưu điểm khuyết điểm đi bên đàn gái. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, ngoại giao tốt, ngoại ngôn nói chung là... Nhưng mà gặp đám đông hơi ngại. Trời, mình là giáo viên mầm non mà thì mình cũng sẽ đứng trước đám đông nhiều, có gì đâu mà ngại nè. Dạ, tại chắc chưa phát được sóng tin còn hơi ngại. Cái chuyện của em hơi lầy lội chút. Lâu lâu gặp bạn bè mà nhóm thân chơi chung với nhau thì hiểu nhau rồi, bắt đầu là điên loạn chút. Rồi, bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn với lại biết làm tất cả công việc nhà. Nói chung là điện nước rồi trong nhà này kia là em làm được hết rồi. Dạ, khuyết điểm của em là đôi khi là bạn bè mà thân nhiều khi là em hay thẳng tính lắm. Thẳng quá mất lòng lắm em. Có những người mà cứ gặp người khác mới gặp ta nói trời sao mày xấu dữ vậy. Mặc dù ta có thể xấu nhưng mà gặp bạn nhìn cũng được. Bây giờ mình nói chút xíu về chuyện tình duyên của bên đàn gái đi. Dạ, em trải qua hai mối tình chính thức. Chính thức hả? Còn râu ria chắc nhiều lắm hả? Chính thức là tức là bạn bè, ba mẹ hoặc là mọi người xung quanh đều biết mình yêu người đó. Dạ, đúng. Còn rồi. Râu ria, định nghĩa râu ria sao? Ví dụ người ta thích mình thì cũng quy định rồi, hoặc là mình ra đường mình nói chuyện một hai câu, đi ăn một hai lần thì bỏ qua. Sao kể được? Dạ, mối tình đầu tiên thì hồi đó em đang học trung cấp kế toán, cũng cua em 3 năm trời, đến lúc năm thứ ba thì mới chịu gặp. Nhưng hồi đó thì em cũng hơi bồng bột, thì cũng lăng nhăng nên chia tay. Em lăng nhăng? Dạ. Và lúc đó em bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Mà lăng nhăng sao bà gái? Tại thấy em còn trẻ và cứ nói là em cứ việc chơi vui, khi nào muốn cưới thì anh sẽ cưới. Nhưng mà em cứ cưới đến lúc bị biết được em lăng nhăng thì mới chia tay. Sau qua coi đó giờ tôi thấy trai lăng nhăng không à? Không, nhưng mà bạn này rất là thật. Ủa, chào em. Thẳng thắn, xinh đẹp, dễ thương quá. Lăng nhăng tức là lúc đó em quen nhiều người hả? Nói chung là quen thì quen nhưng không có yêu. Chị hồi đó còn có nít mà thả thính á. Dạ. Vậy mà không phải lăng nhăng đâu. Đúng rồi. Mình nói lúc đó mình bồng bột thôi, thấy không? Thì mối tình thứ hai là như thế nào? Quen mà tại ảnh ghen quá, rồi hay đập đồ, đập điện thoại này kia, ghen quá nên chia tay. Nhưng mà với chị nghĩ là với cái tính của em thì em ra đường chắc chắn là nhiều người thích đúng không? Thật nhiều chứ, người nhìn cô gái này là gợi cảm mà dễ thương. Nhớ đừng có bồng bột nữa nha. Dạ, giờ chỉnh chạc rồi anh. Trai mà nhìn thấy con gái bồng bột cũng không có được đâu. Nè, em coi đàn trai nói tình duyên mình nè. Để sao coi trai. Em thì em đã trải qua được một mối tình rồi ạ. Giờ hai đứa quen nhau được 8 năm ạ. 8 năm? Dạ. Trời ơi, dài à. Sao rồi chia tay? Đạo đồ này kia nó không có được ấy. Người đạo sao mình quen 8 năm mình không biết người này đạo kia người này... Dạ, lúc đó thì hai đứa chỉ biết quen nhau thôi, còn lúc sắp cưới thì nó mới... Tức là bạn kia không có đạo hay là... Dạ, bạn kia không có đạo ạ. Quen 8 năm mà mình phải hỏi trước là có đạo hay không chứ. Dạ, chào chị. Anh Linh nói đúng đó. 1 tháng thôi là biết hết về nhau, gia cảnh, hoàn cảnh, gia đình. Mà sao không biết luôn? Bất chấp cứ thương vậy thôi chị. Dạ. 8 năm không giải quyết trước để tới cuối cùng, xong để 20 năm rồi giải quyết luôn. À, vậy là em là người có đạo đúng không? Vy, em có đạo không? Dạ có, em đạo Thiên Chúa. Mừng chị quá. Trời ơi. Nhậu được không? Cũng được à. Uống được nhiêu kết? Nếu mà đi giao tiếp đồ này kia thì em uống được chắc cũng khoảng cỡ 4-5 lon. Thôi, nói thiệt đi, uống được nhiêu kết? Uống tới luôn chắc khoảng cỡ chục lon rồi chị. Chục lon, nhậu được không Vy? Dạ được chị. Em uống được nhiêu lon? Bình thường uống được 3-4 lon chị. Ừ, hết mát là nhiêu? Đó, bằng đô bên kia. Chà. Nhậu vô rồi có quậy không? Nhậu vừa vừa thì nhiều khi nói hơi xàm tí xíu thôi. Còn để mà nhậu nữa thì nói chung là em im lặng là em ngủ luôn rồi. À, em nhậu vô xàm là sao? Nhậu vô có mai English nhập không? Chứ chị nhậu khoảng 3 lon. Nếu mà nhậu khoảng chừng 4-5 lon nên nói hơi nhiều tí xíu thôi. À, ai cũng bị. Sao bà 3-4 lon vô bà lòi cái nết gì ra? Khi nào buồn thì bắt đầu khóc. Vui vui thì cứ nhảy múa tung tăng vậy đó. Cái mẫu hình bạn gái lý tưởng của em như thế nào? Dạ, em chỉ cần nhìn xinh xinh với lại hiền, biết kính trên nhường dưới vậy là ok rồi chị. Vy bên này là cũng có một thời gian nông nổi, thì em có nghĩ như thế nào về chuyện đó không? Dạ nói chung là quá khứ đó qua thì mình cho nó qua đi chị, nói chung mình cũng không ấy là làm gì. Nhìn bó bông là chị thấy tinh tế là chị thích rồi đó nha. Cái hình mẫu lý tưởng mà em muốn tìm một người đàn ông cho mình là như thế nào? Vấn đề ngoại hình thì em không quan trọng lắm, cao hơn em là được rồi. Ghét đàn ông bụng xỉn keo kiệt, đàn ông mà như đàn bà á chị, hay đăng hình. Ủa, đàn ông Facebook là như đàn bà là sao? Em tả cái người đó anh nghe thử coi. Lúc nào cũng đăng hình Facebook rồi, nói chung là hay đăng trên mạng xã hội chị. Là sống ảo hả? À, sống ảo em không thích. Hay đàm phán những về cái chuyện của người ta, người khác á. À, tức dạ, là ngồi nói rồi hay kể về người này kia. Với lại không thích con trai mà hay cành nhàn gái. Sao em tả giống anh quá vậy? Hả? Dạ không, mẫu như Linh thì ok. Anh Linh có bao giờ sống ảo trên mạng xã hội đâu? Không có sống ảo, anh xài app 720 đổi. Anh xài app thường thôi à. Cảm nhận như thế nào lần đầu tiên gặp mặt? Rồi hai người hai đứa mắc cỡ thế ớn không kìa. Mắc cỡ lắm luôn á. Nói đi cưng. Nói đi. Nhìn thẳng trước đi. Nhìn thẳng vô mắt nhau, đừng có nhìn đâu nữa trơn á. Bây giờ đối tượng là trước mặt. Bắt đầu. Em nói em tên gì quên rồi ta. Em tên Vy, em tên gì cũng ảnh tên Cường, đây là Vy, bên kia là Cường. Nếu mà ví dụ sau này mình đi đến được với nhau á, có thể em về em làm dâu được không? Dạ được, em không có sợ vấn đề làm dâu. Ví dụ mà anh không thích em đi làm giáo viên mầm non, anh muốn em ở nhà em kinh doanh với anh đó, em có đồng ý không? Dạ nếu mà lấy chồng thì phải theo chồng anh, nếu mà về cuộc sống hiện tại mà ổn thì có thể phụ giúp mà. Làm giáo viên mầm non cũng tốt mà. Đúng rồi. Ờ, ví dụ sáng đi làm rồi chiều có thể kinh doanh phụ, trích thời gian ra giáo viên mầm non tốt đó em. Thật sự là bạn bè em rất là nhiều, đôi khi em cũng có những bữa tiệc tùng đi với bạn bè. Anh có thích là một người con gái hay đi chơi với bạn bè không? Giống như là chỉ là đi gặp với bạn bè thôi. Nói chung là đừng có mình đừng có giỡn quá đồ này kia là được rồi, đừng có mà giỡn xong rồi chụp hình đăng Facebook hay là Zalo, nói chung là không có bồ phải khác chứ anh còn một... đi vậy anh đi theo được không? Dạ được. Đó Nếu mà hẹn hò thì khoảng bao lâu mình gặp nhau một lần? Tùy anh sắp xếp công việc của anh, em nói chung là không có ép người bạn trai của mình tại vì công việc nữa. Tại công việc của anh là tự do, nói chung là anh thích là anh đi thôi à? Dạ thì... Được không đó, chú ngồi dưới kìa. Thích đi đâu được, phải làm xong công việc mới đi chứ. Lần đầu tiên mặt anh có nhận xét gì về em? Anh nhìn thấy em thì cũng xinh, cũng có duyên, cũng có cảm tình. Dạ, nói chung nhìn anh thì cũng trưởng thành, chững chạc. Nói chung em cầm một người cũng đàn ông ít nói một chút. Dạ chứ em nói nhiều rồi, về gặp anh nói nhiều nữa không ai nghe ai. Bây giờ nó có nói gì đâu. Thì bởi vì anh mít nói mới thích anh. Bây giờ đó em tiến tới em nắm tay cô ấy, em muốn nói gì em nói. Đúng rồi, nắm tay thôi. Em cảm nhận thế nào đấy? Nắm tay em. Rồi nhìn thẳng vô cô ấy. Nhìn chị Chí, nhìn vô Vy nè. Nắm biết chưa? Giờ rung quá anh ơi. Rung gì đâu, chưa. Nắm tay nhau, nhìn vô mắt nhau 5 giây không chớp mắt. Rồi hai người nhìn nhau đi, 30 giây nhìn bắt đầu. Nói chung là ngày hôm nay mình đến với nhau quá là cũng là một cái duyên, nói chung là có đến được với nhau hay là sau này có thành vợ chồng hay không, đó là cái nợ. Nói chung là mình có duyên nợ thì mình sẽ được đến được với nhau. Dạ, nói chung là phải nói thẳng ra là có duyên thì chương trình mới tạo cơ hội cho mình gặp nhau. Thì nói chung hai đứa mình cho cơ hội để tìm hiểu. Nhìn Cường kìa Vy. Nhìn thẳng vô mắt. Ngại Linh ơi, đừng cho nắm tay nó ngại lắm. Không á. Rồi thôi ngại ngồi xuống nè. Hát bài chứng tỏ bản lĩnh, tỏ tình liền Cường. Em nghe chị không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bằng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng mưa rơi gõ trên là bàn non. Em nghe gì không hỡi em? Vì anh thương em. Tiếp tục câu cái này mới quan trọng nè. Vì anh thương em như thương cây bằng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương. Dễ thương. Mặc dù em không, thực sự tới giờ em cũng không biết cây bàn non là cây gì. Cây Bàng Non là một cây bàng. Nó bị non. Không, không phải. Đây là một bài hát vô cùng rất là hay. Dạ. Và là một hiện tượng ở trên mạng, tượng trưng dùng của tình yêu bất diệt. Bất diệt. Nói chung là tim bây giờ nó đập nhanh gấp nó cũng nhiều lần rồi. Có rung động. Nói chung bây giờ mình nói riêng nè. Chuẩn bị nha. Phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình các bạn nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Và hãy nắm tay nhau. Đàn gái tối nay về bung xõa nha. Nắm tay chứ không phải là bắt tay. Đúng rồi. Cường hơi hồi hộp. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Hôn nhau cái hôn đầu tiên trong chương trình đi. Ngon chán quá. Rồi, không phải hôn con cháu gì đâu. Cái gì vậy? Ráng. Đó. Rồi, dễ thương vô cùng.